rình hát nhận cái bàn lúc thề giữ thằng quán sợ vợ đó. Từ ngày mà tôi lập cái quán này cho đến bây giờ nó cho phải cũng là nhờ có quen nhiều người nên buôn bán cái y kha một chút, cũng nhờ có quý khách làm mà quen quán tôi đây mới được bán buôn thành cường. Ăn qua sạch sẽ vậy mà đồ ăn đủ thứ cao qua đường thích hợp món gì thì dùng trong ma ngoài tôi dọn dẹp thiên đàng hoàng cửa nhà nó sạch sẽ lan bồng rộn ai lạ dòm thấy cái quán tôi đây không có chi được mà phòng ở đó tôi trong đèn thêm mà sang cái bán phiền nó tùy ý muốn hút thì vô tùy ý muốn hút thì vô quán tôi một tuần lễ của nó tài tử lợi càng một lần ta coi sạch sẽ vậy chứ vui lắm đó. À, nó cho phải nhờ buôn bán có nước đồng cho nên nước sông mới dây buôn bán một vô mười lời ta cũng no cơm ấm áo như người tôi đây mới sanh xưa cưới về một con vợ ta vợ tôi tuy không ngộ xong nó cũng dễ coi vì tại tôi tân tiêu cưng đứng lo mà nên nó mới đạp hồn phách ngồi trên đầu cổ đó bây giờ đó mà chưa có chịu vậy nằm ở trong giấc in là có cái nửa có trong vậy ta chịu đời sao tôi bây giờ mình là ông đi kịnh đàn bà kịnh với vợ con ai mà khen cho sao tôi giờ dậy sớm lo bóng phận mình là ông giật lo sửa sang đồ được còn hết đặng mà đi chợ chứ để coi tôi coi coi đồ ăn món nào còn hết sửa chợ rồi tôi đây tính tôi sẽ mua hành tiêu tỏi ớt với dừa phải để mua gạo ba thắt gà vịt với tôm mà cua phải rồi rượu sông chân rượu manet rượu đạn các còn bọn phải lo ta nhớ mua thêm năm mèo với tôm khôn canh bầu còn nguyên bán ê hồ hôm này đang phải đến lắc nữa tôi đứa vợ tôi âm liền cá nó chua mua vài cân khô mật với thịt na bò thường nhiều tay bơm rượu họ thường ạ ưa mua về đây bán nhiều mới lại không có sao đặt ra cái ngày buồn nhà ta mình phải lên đỡ chúa ca trầu người quen họ mới lấy tôi lắm họ thải vào tại quán tôi đây uống ăn ồ ào tôi coi chừng cái tay nào mà túi nặng làm bộ lộn xộn hồi tính mắt ăn lời cho sắp mà hại ý ý quên chứ học quẹt quên học mà quẹt chứ nếu lát nữa thật tôi quên tính qua học mà quẹt rồi về đây lấy giờ chị nhúng lửa nấu ăn trước đó khi phải lo các món cần dùng phòng sợ khi xuống nghe chợ quên lần rồi về đây biết nghe chạy ở đâu mùa. À tôi bây giờ để tôi coi ở nhà kêu nó dậy đặng nào biểu nó coi quán đi chợ mà là được chưa mày à má ta mày ai coi vậy chứ trời đất ơi chừng này mà nằm dài sống ở trong ngộ chứ nè ông nội làm gì kêu gì không kịp ta ơi hở vậy trơn trụi vậy chứ trời đất ơi chứ chừng này là 10 giờ rồi mà nằm ở trong không sợ măng sâu làm sao vậy ta khổ mới có 10 giờ cái kêu thức dậy vậy hả trời đất ơi 10 giờ mà chưa có đúng giờ mà dậy nên sao mà ra mà làm hoặc quỷ thần dai mà nghĩ cái buôn bán mà tính ở không bộ vợ ba hộ sao ở không nằm ngửa đâu mà ăn ngủ cho trưa ba hộ gì bằng ngày di bắt ta mần không có hở tay tôi vừa rút ở trong nách tôi nhọn chết bẩn miệng gì còn bằng chừng này cái kêu thức dậy với ai mà chịu cho nổi không mà nè cha trời đất ơi ai coi mất cái giấc ngủ nó rồi anh nói vậy nó khai tệ người ta ra vậy ai chịu đời cho nổi nó tội nghiệp tao mà mày tội nghiệp gì ta vừa làm quán mà tôi bỏ như quán bỏ nhà nó cho nở tôi không ở với anh nữa à thôi chị hai nó cầm dặm tôi mà làm chi vậy cả cái niềm chồng vợ ở phải cho trọn đạo chứ nghe kỳ vậy mà làm phải cho đang là giúp cho nhà buồn ngã ban ngày sau có cái ai vô đây nhờ tao với mày nhờ chung chứ ai sanh tử chia đồng phải đạo vợ chồng xuống cực có nhờ nhau phải chứ trời đất ơi giờ mà nói gì nói đòi ngủ riêng mà thấy tên ta nhát ta sợ ma rồi đòi ngủ riêng mà kỳ quá lạ quá vậy thôi vậy rồi đó vô trong sửa sàn coi rửa mặt đi rồi mở tủ lấy chai dầu lên bế kê rồi sức ra đây vô gian nè lên bế kê mà sức gì coi dầu lên bế kê ta tắm chó làm sao tôi ở nhà đó nghe coi quán đó người ta đi chợ nè tôi ngồi tại đây mưa đừng đi đâu qua sợ cái gì họ đang vào không có thấy vợ chồng mình qua đó nó có ma thầu tụi mình không có mới
chừng. Có tưởng là chơi nè. Qua sách vở đi nghe bông, xuống miệng chợ nghe đông, chuyển qua liệu mua đồ xong mà xưa rồi qua cũng lòng còng chạy về.